Tôi muốn tìm kiếm những chủ doanh nghiệp có những phẩm chất sau đây. Một, doanh nghiệp của bạn đang làm tốt, phát triển tốt. Bạn muốn rèn luyện nhiều hơn về tư duy chiến lược. Thế nào là tư duy chiến lược? Tư duy chiến lược là hiểu rõ những hành động nào sẽ dẫn đến những hành động nào, sẽ dẫn đến những hành động nào và cuối cùng tạo ra kết quả. Với những người không có tư duy chiến lược, họ chỉ nhìn thấy một hành động mà không nhìn thấy những hành động tiếp theo. Tư duy chiến lược đó là hiểu rõ chuỗi các hành động để tạo ra kết quả cuối cùng. Chiến lược là tập hợp các hành động có mục đích nhằm tạo ra một kết quả. Nó không phải là những hành động đơn lẻ. Nó chưa bao giờ là một hành động chỉ làm YouTube. Nó không phải là một hành động gửi email. Nó không phải là một cú điện thoại. Mà là tập hợp của tất cả những hành động đó nhằm tiến tới mục đích cuối cùng của doanh nghiệp, tạo ra tiền. Chương trình MAP, Massive Action Plan, là một chương trình được thiết kế như vậy dành cho những chủ doanh nghiệp. Nếu bạn không là chủ doanh nghiệp, tôi đề nghị các bạn không nên đến với MAP. Massive Action Plan. Đó là một bản kế hoạch hành động mạnh mẽ. Bản đồ kế hoạch kinh doanh. Nó góp phần thêm vào cho doanh nghiệp của bạn. Chỉ còn đâu đó khoảng 30 chỗ cuối cùng, bao gồm khách sạn. Từ hôm qua đến giờ có khoảng 10 người đã đăng ký chương trình này. Như vậy tổng bây giờ tôi nghĩ chỉ còn khoảng 20 chỗ cuối cùng mà thôi. Với 20 chỗ cuối cùng này, nếu hết, bạn vẫn có thể học, nhưng sẽ không còn quà tặng dưới đây. Quà tặng đầu tiên, đó là bảng phân tích 12 mô hình kinh doanh thành công viết bởi tôi. 12 mô hình kinh doanh thành công trên thế giới của các công ty kinh doanh thành công trên thế giới, để làm ví dụ, để làm tài liệu tham khảo cho hoạt động kinh doanh của bạn. 12 mô hình kinh doanh thành công không có nghĩa là bạn mang về bạn làm cho mình, mà bạn sẽ được học hỏi bằng việc phân tích rất chi tiết nhiều trang tài liệu về 12 mô hình kinh doanh này. Điều thứ hai, bạn sẽ nhận được một cái ổ cứng, không phải ổ cứng vật lý, ổ cứng trên driver chứa toàn bộ các thư mục, tài liệu, cẩm nang quản trị doanh nghiệp của tôi được sưu tầm trong nhiều năm. Ổ cứng này bạn có thể download về, có nhiều template, có nhiều mẫu để bạn tùy biến cho doanh nghiệp của mình. Tất cả những hệ thống quy trình, bao gồm các quy trình của tôi và quy trình mà tôi dùng để tham khảo. 20 người cuối cùng này, nếu vượt quá 20 người cuối cùng này, bạn sẽ không nhận được phần thưởng cuối cùng này. Đó là bạn sẽ nhận được 3 đêm khách sạn nhân với 3 ngày, 9 bữa ăn. Bạn không cần phải lo lắng về điều này nữa. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối theo chương trình của tôi. Thực đơn do tôi phê duyệt, tôi mời bạn ăn theo cách của Phạm Thành Long. Tuy nhiên, chỉ còn 20 người được hưởng đêm khách sạn và bữa ăn thôi, vì tôi đã full chỗ rồi. Phòng học thì vẫn có thể mở rộng, nhưng chỉ còn 20 người cuối cùng này, bạn sẽ nhận được thêm khách sạn miễn phí của tôi. Tôi đã thuê toàn bộ khách sạn này để phục vụ cho lớp học này. Tôi vẫn làm như vậy hàng năm. MAP là chương trình dành cho các chủ doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng dựng ra một bản kế hoạch hành động cho doanh nghiệp của bạn. Những gì tôi sẽ làm bao gồm những việc sau đây. Ở trong chương trình này, phần lõi của chương trình chính là bộ môn, 3 môn phối hợp, gồm có tăng khách hàng. Tất cả những gì về tăng khách hàng, tăng doanh thu trung bình và đặc biệt tăng số lần mua hàng
theo cách mà tôi đã làm. Đây là ba nhóm chiến lược lớn trong doanh nghiệp của bạn. Tôi sẽ cùng các bạn đi chi tiết từng việc cần làm ở đây, từng việc cần làm ở đây, từng việc cần làm ở đây để tăng số lượng khách hàng của bạn lên, để tăng doanh thu trung bình của bạn lên, để tăng số lần mua hàng trung bình của khách hàng của bạn lên. Hãy hình dung về việc bạn muốn tăng trưởng, chỉ bạn muốn tăng trưởng 8 lần doanh số, tôi phép đấy. Nếu bạn muốn tăng trưởng 8 lần doanh số, bạn sẽ làm thế nào? Và trong chương trình này, tôi sẽ đưa những ví dụ cụ thể đã được đo lường từ những khóa MAF trước đây. Những doanh nghiệp trước đây đã áp dụng từng chiến lược và tăng tỷ lệ bao nhiêu. Trên thực tế các bạn ạ, nó sẽ không tăng 2 lần đâu. Nó tăng 1,01%. 1,01 lần, tức 1%. Có hàng trăm chiến lược. Mỗi chiến lược chỉ cần tăng một chút xíu, một chút xíu, một chút xíu, một chút xíu. Thì tổng thể chiến lược có thể tăng trưởng doanh nghiệp các bạn 2 lần, 3 lần, 4 lần, 8 lần, 10 lần. Tùy thuộc quy mô của các doanh nghiệp khác nhau. Cho nên nếu các bạn đang có doanh nghiệp và muốn tăng trưởng. Có nhiều trong số các anh chị hỏi rằng là vậy thì vào EagleCamp có được không? Lời khuyên của tôi là không. Đừng vào EagleCamp. Tôi nói nghiêm túc. Hãy bắt đầu với MAP trước. Nếu vào MAP, vui, ở lại với tôi trong EagleCamp. Tôi sẽ trừ tiền MAP đi cho bạn. Và bạn chỉ cần nộp thêm cái khoản dư lại thôi. Phải không nào các bạn? Và đến với MAP, bạn không vui, thì bạn vẫn được du lịch cùng với tôi 3 ngày tại Nha Trang. Bạn sẽ được chạy bộ với tôi. Bạn sẽ được tắm biển với tôi. Bạn sẽ được ăn với tôi. Và đương nhiên, bạn sẽ được nhảy múa với tôi. Tôi hứa là sẽ có một đêm farewell để nhảy múa cùng tôi. Chắc chắn sẽ có nhảy múa. Nhà tôi rất là rộng, có 2 sân để có thể nhảy. Hồ bơi, 2 hồ bơi cực lớn, có massage, không có karaoke. Có đường chạy riêng, có hồ bơi riêng. Và nếu như bạn muốn bơi hàng km ngoài biển, tôi sẽ dẫn bạn bơi hàng km ngoài biển. Mang theo phao cứu sinh của mình, phao để có thể... Tôi sẽ hướng dẫn bạn cái phao, chỉ 300.000. Và bạn có thể bơi hàng km ngay ở lần đầu tiên. Những người ở Cần Thơ thì có thể bơi sông, chưa bao giờ bơi biển. Nhưng hãy đến với thành phố xinh đẹp này, tôi sẽ dạy bạn cách bơi biển. Đến trước đó vài ngày, tôi sẽ dẫn bạn đi chơi. Tôi làm tất cả điều này, chỉ mong rằng anh chị em chủ doanh nghiệp sẽ có một năm 2023 thành công, rực rỡ.